Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý bà, quý ông, thay mặt cho lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cộng đồng Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp và Đội ngũ Doanh nhân Việt Nam, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng các quý vị đại biểu đến tham dự chương trình tọa đàm Đầu tư tài chính chuyên đề 2, cơ hội trong biến động thị trường chứng khoán. Thưa toàn thể quý vị, trong năm 2022 đã qua đi với những dấu ấn đặc biệt của nền kinh tế Việt Nam, cả những biến động trên thị trường chứng khoán. Trong đó, Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng GDP tích cực, ổn định, vĩ mô và kiểm soát được lạm phát theo đúng mục tiêu đề ra. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng thuận lợi hơn, phục hồi mạnh mẽ. Riêng với thị trường chứng khoán, sau 2 năm bùng nổ trong đại dịch Covid, những lỗ hổng, các vấn đề chưa được hoàn thiện trên thị trường đã bộc lộ. Nhưng với sự vào cuộc khẩn trương quyết liệt của chính phủ, bằng những hoạt động và những thông điệp rõ ràng cụ thể, đã nhận được những tín hiệu phục hồi, phản hồi tích cực của thị trường, nhà đầu tư doanh nghiệp và đang bước đầu có được những hiệu quả. Thưa quý vị, thực tế các vụ việc vừa qua cho thấy một số tổ chức cá nhân có những vi phạm pháp luật như bắt tay nhau thao túng giá chứng khoán, giao dịch nội gián không công bố, tác động đến giá chứng khoán để trục lợi. Việc cơ quan chức năng vào cuộc không chỉ để xử lý nghiêm các sai phạm nêu trên theo đúng quy định mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những hành vi cố tình vi phạm nếu có. Thưa quý vị đại biểu, thưa các nhà đầu tư, đi cùng với hướng phục hồi của điểm số, chính như trong thử thách, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đón nhận sự trở lại của khối nhà đầu tư nước ngoài. Những diễn biến này thể hiện niềm tin trở lại vào triển vọng trên thị trường. Niềm tin đó của nhà đầu tư nước ngoài hướng phục hồi mạnh mẽ là sự ủng hộ của thị trường đối với những giải pháp bước đi quyết liệt của chính phủ trong chủ trương thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, minh bạch và bền vững. Cũng cần phải nói thêm rằng, thế giới cũng như Việt Nam ta đang trải qua ảnh hưởng tiêu cực của Covid-19 trong thời gian qua, và hiện tại thì nền kinh tế bước đầu đã phục hồi. Hơn lúc nào hết, đây là giai đoạn thị trường vốn toàn cầu nói chung và thị trường vốn Việt Nam nói riêng phát huy vai trò của mình là kênh dẫn vốn cho các nhà doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo đó, đây cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm cơ hội sinh lời từ dòng vốn nhàn rỗi. Thưa quý vị đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong rất nhiều cuộc họp luôn nhấn mạnh định hướng kiên định xử lý những vi phạm để bảo vệ những người làm ăn chân chính, công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, thực hiện mọi biện pháp cần thiết và có những hướng đi xử lý lộ trình phù hợp để thị trường an toàn, minh bạch, hiệu quả và phát triển bền vững. Thủ tướng cũng nêu rõ những thông điệp lành mạnh hóa thị trường không chỉ để xử lý sai phạm của một số thiểu số làm ảnh hưởng đến sự đa số làm ăn chân chính. Cách đây hơn một tháng, cũng tại hội trường này, chúng ta cũng đã có nhiều thảo luận định hướng liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Tại chương trình đó, các diễn giả doanh nghiệp và nhà đầu tư đều thống nhất quan điểm những bước xử lý của các cơ quan chức năng đã khẳng định quan điểm của chính phủ trong phát triển thị trường trái phiếu lành mạnh và minh bạch. Đó cũng là hướng củng cố và bảo vệ niềm tin trên thị trường vốn nói chung và chủ yếu là tạo niềm tin có tính chất quyết định cho các nhà đầu tư. Cùng với định hướng của chính phủ, sự vào cuộc của các đầu mối chức năng, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế và ngay cả trong nước cũng đang dần mở ra sự đồng hành trên thị trường này. Và trong nhiều giải pháp được đưa ra tại hội nghị về thị trường vốn do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, một giải pháp rất quan trọng là khẩn trương ban hành các quy định pháp lý để thúc đẩy sự ra đời của thị trường trái phiếu tập trung, xa nữa là hoàn thiện, nâng cấp để tiến tới đạt mục tiêu nâng hạng lên thị trường chứng khoán mới nổi theo chuẩn MSCI. Thưa toàn thể quý vị, trong môi trường có xu hướng lành mạnh hơn, minh bạch hơn, với quyết tâm của các cơ quan quản lý nhà nước như vậy, thì thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng càng có cơ sở để kỳ vọng phát triển bền vững, và ở đó các doanh nghiệp tốt chứng minh được uy tín và năng lực và sự tự tin gọi vốn mà không nhất thiết phải sẵn có nhiều tài sản đảm bảo. Chủ đầu tư, nhà đầu tư được nắm bắt các cơ hội và được bảo vệ tốt hơn bên cạnh năng lực sàng lọc và quản trị rủi ro.
của chính họ. Chính từ những kỳ vọng đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kỳ vọng các nhà đầu tư sẽ trả lời được những thắc mắc còn chưa được giải đáp tại cuộc tọa đàm. Chính vì với lý do đó, tôi cũng đề nghị các quý vị đại biểu, các chuyên gia, các nhà khoa học thẳng thắn trao đổi những vấn đề đặt ra, và đặc biệt chúng tôi muốn nghe được các khuyến nghị nêu lên những điều mà chúng ta cần làm, phải làm và nên làm để lành mạnh hóa cái thị trường rất có ý nghĩa này. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc tọa đàm đầu tư tài chính chuyên đề 2, cơ hội trong biến động thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Xin kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, chúc cho diễn đàn tọa đàm của chúng ta đạt được mục tiêu đề ra. Xin trân trọng cảm ơn.